Xin chào tất cả các con. Chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng nhau học sang cái phần chương 1 của lớp 8 sách đại số. Đó chính là thu gọn đơn thức. Bài này là bài sau bài đơn thức đấy. Thế nhưng mà theo như Hải Anh thì con nghĩ là đơn thức thì có gì mà thu gọn? Đúng. Đơn thức thì có gì thu gọn thế nào? Có đơn thức có như nào biến là thu gọn. Như nào biến thu gọn là như nào? Ví dụ là 3 x mũ 2 nhân y mũ 2 nhân x mũ 2 nhân y mũ 2. À, tức là nhân lộn xộn cái gì? Đầu tiên mình nhớ với nhau là đơn thức thì nó là một số này hoặc một số tích, nhân tích của một số với một biến của số và biến. Biến ở đây là lũy thừa với số nguyên dương. Nguyên dương. Đấy, như thế thì người ta gọi là đơn thức. Cho cái ví dụ nữa đi cho nó hình ảnh nào. Xong rồi mình mới vào bài tập thu gọn nào. Nào, cho ví dụ về đơn thức đi nào. 3x mũ 2 3x mũ 2 chấm phẩy 4x mũ 10 10 1 phần 2x mũ. Thôi cứ đơn thức một biến máy vậy. Bây giờ lớp 8 rồi còn gì nữa. 1 phần 2x mũ 2 y mũ 4 1 phần 2x mũ 2 y mũ 4 vân vân. Rồi. Đấy. Thế nhưng mà thực tế là người ta chỉ yêu cầu là tích thôi đúng không? Đúng. Và các biến thôi đúng không? Đúng. Chứ người ta đâu có nói là nó phải gọn vào đâu. Đây là bây giờ cái trò ví dụ về đơn thức chưa thu gọn cho nào. Đơn thức chưa thu gọn 4 x 2 đúng không? Được, thì 4 x 2 cũng là chưa thu gọn mà. 4 x 2 nhân nhân x mũ 3 x mũ 3 x mũ 5 x mũ 5 y mũ 10 y mũ 10. Đấy, đây là đơn thức chưa thu gọn. Hoặc là sau đây viết nhá, vào đây nhá. À thôi viết ở đây đi xong rồi thu gọn nhá. Đây. Đấy là đấy gọi là câu 1 đi. Bây giờ câu 2 này. Câu 2 là 2/3 x mũ 3 y. Xong lại nhân với 3 nhân x thì mũ 2. Cứ nhân là được đúng không? Nhân y mũ 3. Cứ nhân là được đúng không? Ừ thì nhân chứ còn nếu mà cộng trừ cái thì nó lại đâu phải là đơn thức đâu. Cứ cộng trừ thì nó lại thành gì rồi? Đơn thức à, đa thức. Đa thức mất rồi. Cái câu số 3 này. Ví dụ 1/3 x bình nhân y mũ 2 cơ. Xong nhân với x mũ 3 mũ 5 nhân với y mũ 7 cơ. Đấy, thế bây giờ đây đây là những cái đơn thức mà chưa thu gọn. Thế bây giờ thu gọn như thế nào? Thu gọn thì làm như thế nào? Biến nhân biến. Số nhân số. Số nhân số. Biến nhân biến. Biến nhân biến. Nhưng mà cùng biến phải gom về một chỗ. Đúng. Đúng rồi, ví dụ đây là vào việc đi. Nào, số nhân số. 4 nhân 2 bằng 6. Dù ui. Cộng 2 bằng 8. Là gì nói hết. 4 nhân 2 bằng 6 cộng 2 bằng 8. 8. Nhân với x mũ 3 nhân x mũ 5 bằng x mũ 8. X mũ 8 nhân y mũ 10. Y mũ 10. Chỗ này là con dùng công thức gì? Công thức. Công thức nhân. Công thức gì? Công thức nhân. Nhân là nhân thế nào? Nhân lũy thừa. Nhân lũy thừa là đi. A mũ m. A mũ m. Nhân b mũ n. Ủa? À nhân a mũ n. Nhân a mũ n thì bằng a mũ m cộng n. Đúng rồi. Rồi tiếp tục xuống câu 2 này đi nào, xem nào. Câu 2 đơn giản. Số nhân số 2/3 nhân 3 thì bằng 2/3 nhân 3 không phải ghép với nhau thế này đã. Okay. Xong rồi x nhân với x mũ 2. X mũ 3 nhân x mũ 2. Y nhân y mũ 3. Y nhân y mũ 3. Xong rồi bằng 2. Cuối gọn 2/3 bằng 2. Cuối gọn bằng với nhau. Okay. 2 nhân nào x mũ mấy? X mũ 5. Đây này, công thức đây này. X mũ 5 nhân y mũ mấy? Y mũ 4. Đây thực ra là mũ 1. Vậy là y mũ 4. Xong. Rồi tiếp tục thế này. Nào. Bây giờ có lũy thừa ở đây thì sao? Có lũy thừa ở đây. Ừ. Con dùng công thức gì? Con nhớ không đã? Con biết nhớ, không đã? Con nhớ. Tao đi nói đi. A mũ 2. À đúng rồi, A mũ n. A mũ n. A mũ n gì? Con thế bây giờ con đọc đi cùng viết trước thì đã, công thức nhắc sau vậy. Nào đọc đi bây giờ thế nào? 1/3 nhân x mũ 2 nhân đi. Chép lại phần này đi đã, mũ viết chép xong lại. Xong rồi sao? Xong lại nhân với nó tiếp. Thế nó cho mũ 12 thì viết 12 lần à? Thì cái này chép vào đây, cái này chép vào từng cái một. Thế là đọc đi. 1/3 mũ 2 x mũ 2 à mũ 2. Mũ 2 nhân x mũ 2. X mũ 2. Mũ 2. Mũ 2. Y mũ 2 mũ 2. Y mũ 2. Y mũ 2. Con dùng công thức gì đây? A nhân B phân phối. Không phải phân phối. Lũy thừa của một tích thì bằng A mũ n nhân B
Đây, đây gọi là lũy thừa của một tích. À, ok. Rồi. Sang đây. À, như đây là lũy thừa của lũy thừa cơ. Mũ 3 trong mũ 5, thế lại có mũ A, mũ M, tất cả mũ N cơ. Thì A, mũ M, nhân N. A, mũ M, nhân N, đây gọi là lũy thừa của lũy thừa. Ok, bây giờ là 3 mũ gì đây? À, x mũ gì đây? X mũ 15. X mũ 15 nhân Y mũ 7. Y mũ 7. Bây giờ bằng tiếp vào đây. 1 phần 3 mũ 2 thì bằng 1 mũ phần 6. Ui dồi ôi, 1/9, con đùa đấy. 1/9 nhân x mũ 4. Lũy thừa của lũy thừa là nhân đi nhá. 2 x 2 bằng 4. Nhân với y bình phương. Nhân x mũ 15 nhân y mũ 7. Xong chưa? Chưa. Chưa, phải thu gọn gì nữa? X mũ 4 với x mũ 15 với nhau. 1/9 x mũ 4 phải cho gần vào x mũ 15. Y mũ 2 phải gần vào y mũ 7. Và kết quả là 1/9 nhân x mũ 19 nhân với y mũ 9. Đây người ta gọi là thu gọn đơn thức. Được chưa? Nhá. Rồi chúng cho các bạn một ví dụ đã. Cho các bạn làm câu số 4. Đó là trừ 1/2 mũ 3 nhân với trừ 1/2 nhân x bình phương y mũ 3 tất cả mũ 3 nhân với trừ 2 nhân x nhân y mũ 2 tất cả mũ 2 bằng... Bọn con cho kết quả vào đây xem thu gọn nó là cái gì nhá.